Và đây là màu hồng đỗ nhá các chị nhá. Màu hồng đỗ ạ. Chị Xuân Nguyễn cao 1m55 có ngắn không? À, chị ơi đây là quần dáng lửng nhá, không phải là quần dài nhá chị nhá. Không không hề ngắn đâu ạ, mặc lưng lửng rất là đẹp ạ. Dung Hoàng size bé nhất 36 cân vừa không? Chị ơi size bé nhất 36 đến 38 cân mặc vừa nhá chị nhá. Em ở Vũng Tàu ship bao nhiêu? Vũng Tàu ship 30k nhá chị nhá. Em chào chị Cua Đá nhá. Em chào các chị nhá. Các chị ơi bên em đang xả hàng với giá quần đũi với giá 79k một quần nhá. Áo bên em đang xả với giá 45k. Chị Bích Lê cao 1m55 lặng 45k. Chị Bích Lê mặc cho em size S nhá. Mẫu đang mặc là size gì vậy? Mẫu bên em đang mặc là size L nhá các chị nhá. Size L ạ. Mẫu bên em đang mặc size L nhá các chị. Chị yên tâm nhá. Quần bên em đang xả với giá 75k một quần nhá các chị nhá. Em các chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ để em xả hàng với giá cực sốc cho các chị nhá. Quần bên em có đủ màu, đủ size cho các chị từ 38 đến 65 cân vẫn mặc vừa nhá các chị nhá. Chị Phương Huệ đăng ok, chị Phương Huệ đăng để lại cho em địa chỉ để em lên đơn chốt hàng cho chị nhá. Chị Thu Thảo, cái ghi em lên đơn lúc nãy là cái xanh chị vừa nói đấy ạ. À, đúng rồi đấy ạ. Em nhầm màu cái ghi nhá chị nhá, chị Thu Thảo nhá. Cái ghi đấy ạ. Thu Thảo em nhìn tưởng màu ghi. Đúng là một cái đây. Đây là màu ghi nhá, mẫu nhà em đang mặc là màu ghi nhá chị nhá. Kem. Em mặc màu kem, còn đây là màu xanh rêu. Màu kem nhá chị nhá. Đây ạ. Nếu mà các chị chọn màu mẫu bên em đang mặc, các chị comment cho em là màu kem nhá. Màu kem ạ. Còn đây màu xanh rêu. Đây là màu xanh rêu nhá chị nhá. Các chị yêu thích màu nào các chị comment rõ cho em màu và size cộng số điện thoại để em lên đơn chốt hàng cho các chị nhá. Chị Thu Thảo ơi, đây là một mà là màu kem, hai là màu xanh rêu nhá. Một quần hồng đỗ size M và hai áo trắng cộng một trắng một kẻ. Ok chị Hoa Phượng nhá. Chị Hoa Phượng để lại cho em địa chỉ để em lên đơn chốt hàng cho chị nhá. Em chào chị Diễm Phúc và chị Hà Lương Hà. Cho em bàn này cho Vinh ở ngôi nó nói một tí. Em lên đây em ngồi em nói. Lại em nói à? Thì em nói tí em ngồi đây con gì nữa này. Nó quen không sao chị. Thôi rồi đó, áo size S nha. Ok chị Hoa Phượng nha. Em vừa chị phải xin chào chị Hà Phương Hưng ạ à, nhá. Chị mọi người ơi đi qua để comment cho em. Comment và chia sẻ cho em nhá. Em là một màu hồng một dê. Ok đốt chốt cho chị Thu Thảo này. Chị Thu Thảo để cho em lại số điện thoại về địa chỉ đi ạ. Ai cứ chốt đơn để lại cho em số điện thoại địa chỉ bên em sẽ tự chốt đơn nhá. Bên em sẽ tự chốt đơn. Còn size từ bên em là từ size S, ML và size XL vải dị vậy vải này. Chất đuôi xưa các mọi người nhá. Em nhìn này, giờ kia mọi người nhìn này. Cực kỳ mịn luôn và không nhăn đâu mọi người nhá. Có bộ nào hoa cọc không em? Còn bộ hoa cọc